rồi chưa? Để làm được một ly cappuccino thì mình phải có một cái máy espresso rất đắt tiền. Nhưng tới phút này thì Hồng Nhung phải nói con là không cần espresso, chỉ cần cappuccino hòa tan của Caffeina để mà cho nước nóng vào là con em đã có ngay một cái ly cappuccino. Mà đặc biệt nhất là có ba hương vị. Thứ nhất là English Toffee là cappuccino và hương thơm của caramel, đường mạch nha. Thứ hai là cappuccino với French vanilla là có hương thơm vanilla. Và cái món thứ ba là cái món mà bán nhiều nhất, gọi là mocha cappuccino, là ngoài cappuccino còn có thêm cacao. Còn đối với các em nhỏ không được uống được caffeine thì sao? Có cacao hòa tan Instant Hot Cocoa. Mà Instant Hot Cocoa của Caffeina rất rất là đặc biệt, không có quá ngọt. Hồng Nhung có thể nói con em mình là cho vừa đủ cái độ của mình thích. Tức là các em muốn thơm chocolate cỡ nào thì các em uống cỡ đấy. Không cần phải xé một cái gói ra, mình chỉ xài nửa gói, còn nửa gói mình vứt đi. Và cái cacao của Quốc Việt Food không những chỉ có pha được vào sữa nè, uống hot cocoa nè, mà còn có thể đổ thạch nè, làm bánh nè, làm bánh sinh tố. Mà đặc biệt nhất là các chị mà thức khuya làm việc đó, đây là của những cái chị mà làm việc ban đêm, chị chia sẻ là nhiều khi thức khuya quá trở lại ngủ không được, làm ngay một cái ly cacao là ngủ rất là ngon. Và cacao hoàn toàn không có caffeine, cho nên quý vị không sợ phải bị cái chất caffeine nó làm cho mình bồn chồn, hồi hộp và chóng mặt khi mà uống quá nhiều. Wow, như quý vị thấy là tại Caffeina thì là có rất rất là nhiều những cái mặt hàng đa dạng về thức uống để từ già trẻ lớn bé, và ngay cả những quý vị nào khó tính nhất hoặc là quý vị nào mà không chịu được những cái mùi này, quý vị cũng có thể thử những cái mùi khác rất là tuyệt vời. Thành ra Kimberly Hồng Nhung xin mời quý vị hãy đến những cái chỗ bán sỉ. Ở đây chị có thể giới thiệu thêm về những cái mặt hàng in detail về những cái loại cà phê tại đây. Thưa Hồng Nhung và thưa quý vị thính giả, loại cà phê này rất là mới của Caffeina, gọi là cà phê và chicory. Chicory là một cái loại rễ cây mà khi Hồng Nhung rang lên uống nó như là mùi gạo, nó không có mùi gì hết. Nhưng mà nếu mà pha với cà phê thì sẽ làm cho cà phê đắng hơn, màu sắc đẹp hơn và hấp dẫn hơn. Mà nó thơm nữa. Thơm, rất là thơm. Đây là Olin Southern Blend. Mà nếu mà quý vị nào và Thu Hương biết, chắc là Hồng Nhung sẽ không có nhớ hết được tất cả các sản phẩm thức uống của Caffeina. Thì ngày hôm nay mời quý vị và Hồng Nhung phải vào trang mạng của caffeina.com để mà tham khảo hơn 50 mặt hàng thức uống của Caffeina. Wow. Và Hồng Nhung biết không, còn một cái đặc biệt nữa là trong mùa lễ hội này thì Caffeina tặng quà cho quý vị rất nhiều để mà cùng tiếp tay với quý vị. Vì không phải thấu hiểu được cái sự lo âu của quý vị là không phải quý vị chỉ có giới hạn mua một phần quà, hai phần quà, mà mình phải mua rất nhiều phần quà. Vì thế cho nên Caffeina đã có những cái chương trình tặng quà cho quý vị trên trang mạng caffeina.com. Wow, như vậy là mình mua nhiều mình được tặng nhiều phải không chị? Đúng như vậy ạ, quý vị càng mua thì càng tặng. Nhưng mà quý vị nhớ nha, khi quý vị vào trang mạng thì quý vị đừng quên cái mã số là Warm Hot Mission, hay là Warm Hot viết một chữ, thì quý vị sẽ được 10% giảm giá trên cái số tiền mà quý vị mua, nhưng mà chỉ được có giảm giá cho một ngày, cho một lần. Oh wow, vậy quý vị ơi, còn chần chờ gì nữa, hãy vào ngay trang mạng caffeina.com phải không dạ, chị? Dạ thưa vâng. caffeina.com, và đừng quên mã số Warm Hot Mission sẽ được extra 10%. Wow. Và trên tay chị là hộp sữa đặc đúng không chị, để mình vâng. uống với cà phê. Đúng. Thưa Hồng Nhung và thưa quý vị thính giả, Thu Hương biết là quý vị nhu cầu dùng sữa đặc này rất là cao, không phải là chỉ dành cho quý ông uống cà phê hay quý chị uống cà phê, mà cái sữa đặc này là các chị hay mua cho con em ở nhà dùng. Cho nên vì thế cho nên Thu Hương vẫn thường năn nỉ quý vị, mỗi lần mình đi chợ mình phải nhìn cái nhãn hiệu coi sữa đặc này làm từ gì. Đúng ra sữa đặc là chỉ có sữa và đường. Sữa ở đây là sữa tươi và đường. Bao nhiêu lượng sữa, bao nhiêu lượng đường, tất cả các hãng sản xuất đều phải theo chính phủ đưa ra hết. Nhưng tại sao có những loại full cream, nếu mà quý vị chỉ thấy có hai nguyên liệu sữa và đường, nó gọi là full cream, nhưng tại sao có những loại full cream nó rẻ hơn gần gấp nửa với loại full cream khác? Thứ nhất là vì công ty thực phẩm Quốc Việt Caffeina là công ty tại California, cho nên chúng tôi đã dùng nguồn sữa đặc tại nông trại của Cali. Còn những nơi người ta dùng từ Hòa Lan hoặc từ Texas, cho nên cái giá thành nó sẽ cao hơn. Còn nhiều khi quý vị nói là tại sao Caffeina không làm một cái nút để mở ra,
thưa quý vị, làm được hết đó, nhưng mà những cái này là nó sẽ cộng vào cái giá tiền thành phẩm của quý vị. Lúc nào Quốc Việt Food và Cafina cũng nhìn vào cái quyền lợi, nhắm vào cái quyền lợi của khách hàng tiêu dùng. Vì thế cho nên chúng tôi cố gắng hết sức để mà đưa những sản phẩm ngon và giá thành phải rẻ. Còn nếu mà quý vị thấy mà có một cái loại sữa mà nó có sữa đường và dầu ăn, đó là vì họ đã lấy chất béo của sữa ra, họ thay vào chất béo của dầu ăn. Ồ, cái sữa đó gọi là fill cream, mà cái sữa đó mình cũng thể tạm dùng được, vì mình chỉ có lấy chất béo ra thôi, nhưng pha cà phê nó sẽ giảm bớt đi cái phần ngon. Còn có một loại sữa quý vị thấy cái phần nguyên liệu nó rất là nhiều, nó highlight luôn, và nó có bột sữa nè, bột béo nè, nước nè, và nó còn có thêm một cái bột để làm cho chất béo hòa tan với nước. Những cái loại sữa đấy mà sản xuất tại Mỹ không bao giờ được gọi là sữa đặc condensed milk, nhưng mà vì sản xuất ở một nơi nào khác không được sự kiểm chứng của FDA, vì thế cho nên người ta vẫn gọi là condensed milk. Vì quý vị biết không, những loại sữa đấy thì nó rẻ hơn rất là nhiều. Cho nên Thu Hương năn nỉ quý vị, nhiều khi mình đi chợ mình chịu khó bỏ khoảng chừng 1-2 giây để mình đọc cái nguyên liệu là mình đang tìm loại sữa nào, và đây có đúng là loại sữa đặc mà mình phải cần mua cho con em dùng trong nhà không ạ? Wow, cảm ơn. Ngày hôm nay Kimberly Hồng Nhung có cơ hội để học hỏi thêm về sữa đặc. Vì trước giờ, kính thưa quý vị, mỗi lần mà Kimberly Hồng Nhung đi mua sữa đặc cho con của Kimberly Hồng Nhung uống thì mình chỉ lấy lại thôi, chứ Kimberly Hồng Nhung không có biết là sữa đặc nó chia ra nhiều thành phần, và rất là quan trọng khi mà nó được sản xuất tại đâu và thành phần nguyên liệu nó gồm có những gì. Và cảm ơn chị Thu Hương rất là nhiều ngày hôm nay đã dạy không những cho hướng dẫn cho Kimberly Hồng Nhung, mà cũng hướng dẫn cho toàn bộ quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình ngày hôm nay thêm một cái sự hiểu biết mà chúng ta ai cũng không phải là ai cũng được biết cái điều này đâu, phải không chị? Vâng. Wow. Mà cái Kimberly thấy là tại đây nó có những cái lon coffee như vậy rất là tiện lợi, mình chỉ cần mở ra và mỗi ngày mình chỉ cần múc ra, chứ mình không có cần là nhiều khi Kim thấy trong bịch nó rất là dễ đổ, đúng không chị? Đúng. Những cái lon này rất là tiện lợi. Và trong này thì nó là loại cà phê gì vậy chị? Đây cũng là một loại cà phê và chicory special premium, nhưng công ty đã dùng loại gourmet coffee để mà trộn với chicory. Vì thế cho nên đối với các chị khó tính thì nên chọn special premium, vì ngoài vị đắng và cái màu sắc đẹp, nó còn có cái hương thơm cà phê. Còn các ông thì nên chọn Olin Southern Blend, vì Olin Southern Blend nó sẽ đắng hơn và nó đậm hơn. Nhưng mà Thu Hương muốn chia sẻ với Kimberly và quý vị một cái loại cà phê mà một em bé mới ra đời chỉ có được chưa tới một năm, Tết này mới một năm, đó là loại cà phê hòa tan 3-in-1 của